tuyển dụng nhân sự vận hành và bảo dưỡng nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1, điều kiện dự tuyển chức danh kỹ sư 35 người, tốt nghiệp đại học chính quy hoặc trên đại học có văn bằng chứng chỉ đào tạo phù hợp với chuyên ngành hoặc tương đương trong lĩnh vực tuyển dụng, trình độ Anh văn tối thiểu TOEIC 300 hoặc tương đương, không quá 35 tuổi, có chứng chỉ vi tính sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, có sức khỏe tốt. Điều kiện dự tuyển công nhân vận hành bảo dưỡng 109 người, tốt nghiệp các trường cao đẳng, trung cấp, công nhân kỹ thuật hệ chính quy phù hợp với chuyên ngành cần tuyển hoặc tương đương trong lĩnh vực tuyển dụng, trình độ Anh văn tối thiểu TOEIC 200 đối với đối tượng tốt nghiệp các trường trung cấp công nhân kỹ thuật, TOEIC 300 đối với các đối tượng tốt nghiệp các trường cao đẳng kỹ thuật hoặc tương đương, không quá 35 tuổi, có sức khỏe tốt. Các ứng viên trúng tuyển sẽ được cử đi đào tạo chuyên ngành từ 18 tháng rưỡi đến 23 tháng, kỹ sư vận hành đào tạo 23 tháng, công nhân vận hành đào tạo 18 tháng rưỡi. Trong thời gian đào tạo, ứng viên hưởng phụ cấp theo chính sách của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Sau khi hoàn thành công tác đào tạo, ứng viên sẽ được ký hợp đồng lao động theo luật lao động để làm việc tại nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 và được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ, phúc lợi áp dụng cho người lao động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thông tư số 21 năm 2017 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động bồi dưỡng tập huấn qua mạng Internet cho giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý giáo dục. Theo đó, đơn vị chủ trì tập huấn tổ chức và hướng dẫn triển khai các hoạt động tập huấn qua mạng với nội dung như sau. Hướng dẫn người học đăng nhập hệ thống quản lý học tập và tự học qua mạng theo quy định và kế hoạch đã được duyệt. Người dạy và cố vấn học tập theo dõi, đánh giá, trợ giúp người học trong suốt quá trình thực hiện lớp tập huấn thông qua hệ thống quản lý lớp học trực tuyến và các công cụ giao tiếp qua mạng. Thực hiện kiểm tra, đánh giá bằng các hình thức trắc nghiệm hoặc bài tập phù hợp. Thông báo kết quả tập huấn, cấp giấy chứng nhận hoặc chứng chỉ hoàn thành lớp tập huấn theo quy định. Thông tư số 21 năm 2017 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 10 năm 2017.